Quý vị và các bạn thân mến, trong chuỗi series nhà bán trên kênh Bất Động Sản Tiềm Năng, hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về bất động sản đang chào bán ngày hôm nay. Một cặp nhà phố tọa lạc tại mặt tiền tuyến đường thương hiệu Hai Bà Trưng, phường Tân Định, quận 1, trung tâm Sài Gòn, với diện tích đất được công nhận của hai căn nhà là chiều ngang mặt trước 8m, chiều dài căn nhà 21m. Đây là hai căn nhà liền kề nhau, một căn có diện tích là 4m x 15m, căn kế bên cũng có diện tích là 4m nhân cho 21m. Hiện trạng hai căn nhà cũ liền kề thích hợp cho quý nhà đầu tư mua về xây mới, với quy cách xây dựng mới tại khu vực này là một tầng hầm và 15 tầng lầu. Chiều cao tối đa là 50m, với mật độ xây dựng là 75% và hệ số xây dựng là 4,6. Hướng của căn nhà này có hướng nhìn về phía nam, với tính pháp lý sổ hồng cá nhân sẵn sàng giao dịch. Căn nhà có địa chỉ tại Tân Định, nằm ở phía tây bắc của quận 1, phía đông giáp với phường Đa Cao, còn phía tây giáp với phường Võ Thị Sáu, quận 3 và quận Phú Nhuận. Tuyến đường thương hiệu Hai Bà Trưng không chỉ có công viên Lê Văn Tám, mà căn nhà này còn gần nhiều địa điểm du lịch nổi tiếng như là nhà thờ Tân Định, một công trình kiến trúc vĩ đại được xây dựng hơn một thế kỷ trước, tạo nên một bức tranh lịch sử đan xen giữa cổ kính và hiện đại ngay tuyến đường thương hiệu Hai Bà Trưng. Ngoài ra, bạn cũng sẽ thuận tiện kết nối với chợ Tân Định và hàng ngàn cửa hàng, nhà hàng, dịch vụ tiện ích khác, vì trong khu vực tuyến đường Hai Bà Trưng là tuyến đường nối liền giữa quận 1, quận 3 và quận Phú Nhuận, thu hút rất nhiều khách hàng mong muốn nhà kinh doanh hoặc mở văn phòng công ty tại nơi đây. Để nắm bắt thêm thông tin, hãy để chúng tôi giúp bạn có góc nhìn sâu hơn về căn nhà. Do đó, những thước phim còn lại, chúng tôi sẽ không bình luận thêm mà chỉ mở nhạc để cho các nhà đầu tư có thời gian xem, cảm nhận các góc quay bên ngoài căn nhà đang chào bán. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các video tiếp theo sẽ sớm được xuất bản trong vài ngày tới. Phước Sử Villa, chuyên gia tư vấn bất động sản cao cấp trung tâm Sài Gòn.